Chào tất cả mọi người nhé. Hai mẹ con tôi đang cãi nhau bực mình quá cơ. Xuân sắp đến rồi, cứ cãi nhau kiểu này mệt mỏi lắm cơ. Mẹ nói lần cuối cùng nhá, con đừng có lèo nhèo bên tai mẹ nữa. Từng tuổi này rồi mà mày cứ nói cái vấn đề mà gọi là nó tế nhị mà nó dở hơi thế thì có mà tao không thích nghe nữa đâu nhá. Không nghe cũng vẫn nói. Cái thói đâu thói lạ thật đấy. Con cái nói mà mẹ cha thì cứ cãi châm chẹp á. Cái chuyện này là sẽ nói từ cái lúc dậy thì cho đến khi nào hết trứng. Không thì tôi không chị nói Hiền nữa. Chị Hiền ơi, thế bây giờ chị nghĩ em còn trứng để đẻ hả chị? Tôi xấu hổ quá cái bà Hiền ấy. Tôi không nói chuyện với bà nữa đâu nhá. Mẹ ngồi xuống. Trời ơi, thôi cứ nghe con một lần đi, con không nói nữa đâu. Con chăm cha không bằng bà chăm ông mẹ. Biết nói gì đây, hồi nay mẹ ngồi nghe con một lần. Bao nhiêu năm tháng nuôi con một mình, thanh xuân úa phai. Con mang thân con gái đã theo chồng nơi xa, nay khi con yên ấm mẹ cô đơn một bóng. Nên thôi con xin mẹ mở lòng để đón thêm tình duyên mới. Vẫn biết lòng con lo khi mẹ già cô đơn một mình. Nhưng bao năm tháng trôi đi muộn phiền nên nay cũng quên. Hôm nay con cứ ép kiếm ông chồng cho vui. Con ơi con có thấy mẹ nấy đâu che nữa. Nên con ơi thôi đừng mặc kệ mẹ nghiến răng mà cô đơn. Đấy, bao nhiêu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của tôi nói hết cho chị nghe rồi đấy. Cho nên cái vấn đề chồng con ấy, chị đừng có đả động gì đến cho tôi nữa nhá. Lần cuối cùng tôi nói với chị không nói vấn đề nữa nhá. Không nghe con đi về. Mày về đâu? Con về nhà con. Đợi gì? Con về nhà con. Mẹ không nghe con ở đây làm gì. Con sẽ đi về và tuần này không sang chơi đâu. Tuần sau cũng không sang chơi đâu. Tháng sau cũng không sang chơi đâu. Con không sang, chồng con không sang. Và con cũng không sang. Mẹ thích cô đơn, mẹ cứ ôm nỗi cô đơn một mình cho nó sung sướng một mình mẹ. Đứng lại. Sao mày buồn cười lắm ý. Làm gì có cái thứ con mà mẹ đuổi một phát về luôn là nào? Ô, những cái vấn đề tế nhị này mày phải nói đi nói lại khoảng chục lần tao mới đồng ý được chứ. Tao phải giữ cái sĩ diện còn sót lại chứ. Ô, làm gì có cái giống mẹ nào mà tưng nay tuổi rồi mà con nó bảo đi lấy chồng phát ừ luôn à? Thế là như thế nào? Nói tóm lại là bây giờ hàng họ đã có sẵn ngoài chưa? Ôi trời ơi, các bác ấy chờ ngoài này rồi. Thế thì mời vào chứ còn chờ gì nữa. Mời bác vào. Anh tên là Sự. Anh đi tìm vợ. Sự, anh là vợ. Anh có cây gậy. Anh có trái tim. Nhầm rồi. Bác ơi. Ôi. Đối tượng là đây này. Nhầm à? Ô, con chào bác. Anh ơi. Ôi. Bây giờ á, giữa anh với tôi nhá. Ừ. Cái mặt nào là cái mặt mà gần đất xa trời hơn? Mặt anh thế... gần đất xa trời hơn. Thế mà anh dám mạnh mồm mà anh chào tôi là bác thì tôi cũng sợ anh thật đi. Ồ, em ơi. Thế đây là thế... Con này là con gái của tôi, nó có chồng có con cả rồi. Ừ. Ở cái nhà này chỉ còn mỗi mình tôi là chưa chồng thôi. Ừ. Thế thì anh chào em chưa chồng. Em ơi, mời anh ngồi đi không? Anh đi viện bây giờ. Cho ngồi đi. Ngồi đi. Ừ.
phải đi bằng ba chân mới đi được à? Hai chân chính khó đi, đi chủ yếu bằng chân phụ. Thế à, nhà ông anh ở đâu? Hả? Con đây con quay cái ghế sang đi cho chấp. Mẹ nhìn mặt cái bác này mẹ thấy mệt quá cơ. Anh quay nói thì anh ít mà anh thở thì em nhiều. Quay quay mệt. Anh ôi giời ơi. Thế nhà anh ở đâu? Nhà cầu Tó. À cầu Tó. Ừ. Văn Điển đấy mẹ. Ồ ở gần Văn Điển hả? Ừ. Tiện nghỉ. Tiện chứ. Thế đã mua được miếng đất nào ở đấy chưa? Một miếng thì không đến nhưng cũng mua được 4 mét. Thế à? Thế để có gì phát để sang đấy luôn cho nó tiện hả? Để lúc nào gặp nguy sang đấy luôn. À? Đỡ mất thời gian. Thế à? Từ nhà tôi đến đây thì anh đi bằng phương tiện gì? Anh từ nhà anh sang nhà tôi ấy. Anh đi bằng phương tiện gì đấy? Đi bằng phương tiện đi bộ đấy thôi. Đi bộ à? Đi bộ. Cứ một đi. Một công đôi chuyện hả? Một công đôi chuyện. Vừa đi vừa thể dục. Thế à? Thế anh đi mấy ngày mới đến? Đi từ tơm tởm sáng hôm qua đến tim tỉm tối nay mới đến nơi. Thế à? Thế đi bộ được bao lâu thì phải nghỉ? 15 phút. 15 phút rồi. Mệt xong nghỉ. Xong bò. Bò mệt lại nghỉ. Nghỉ xong rồi lết. Úi giời, anh lết từ ngoài đường vào. Thế anh lết kiểu gì? Bác này bác ấy lết nhanh hơn đi mẹ. Tài nghỉ. Úi giời. Chồng chưa? Không, thế thì anh giỏi quá. Chồng rồi anh lết chưa? Thế chắc là anh chắc anh dùng tốn quần lắm nhỉ? Này thế này thì quần nào chịu được? Nhưng nhà anh cũng có điều kiện cơ mà. Thế anh tên gì đấy? Hả? Anh tên là gì? Sự. Sự hả? Nickname của anh là Tâm Sự Với Em. Sinh nhật 18 tuổi là cách đây 69 năm rồi. Địa chỉ là năm nay anh 87. Này bảo này, nhà ấy thì là vợ mất lâu rồi. Các con đi làm xa. Anh lết khỏe thế thôi nhưng nhiều bệnh lắm. Tim. Tim hả? Thoát vị địa đệm. Huyết áp. Tiền đình. Thế à? Không biết đi lúc nào nên cũng muốn kiếm một người về để trông nom. Hiểu rồi. Những lúc mà mình đi thật bất ngờ. Hiểu rồi. Gớm, anh như anh nói thì ít, anh hú thì nhiều. Đâm ra tôi cũng bị mệt theo anh ấy. Thông cảm thôi. Thế hỏi thật nhau nhá. Từ trên xuống dưới còn chỗ nào dùng được không? Tính trên chiều từ trên xuống dưới, ngày xưa là chỗ nào cũng dùng được. Nhưng bây giờ tính theo chiều từ dưới lên trên, không chỗ nào được dùng. Mày bắt về đây cho mẹ làm cái gì đấy hả con Hiền ơi? Thế mày tưởng là tao không làm được gì ngoài cái việc mà tao tâm sự à? Thì cái nhu cầu của mẹ là có người tâm sự thôi, cần gì phải sức khỏe lắm. Thế một ngày anh có thể tâm sự được với tôi bao nhiêu lâu? Vẫn 15 phút. Tao thì tao nói nhiều, tao cần cái người nghe tao, cái cần cái người nói lại thôi. Một ngày 12 tiếng đồng hồ, ông ấy tâm sự được 15 phút, thế còn 11 tiếng 45 phút kia tao làm cái gì? Hai đứa ngồi thở với nhau à? Tâm sự 15 phút xong xem anh thở. Sao đâu? Em ơi, này, cho hỏi, từ nay hỏi anh hơi nhiều. Em tên gì? Tôi tên Hòn. Nhầm, tên Viên. Đấy, Viên. Anh nhìn anh quên cả tên mình. Tôi tên là Viên. Tên là Viên? Không phải tên là Hậu à? Không, Hậu ở đâu đấy? Ô, cho anh về. Sao lại thế hả bác? Hả? Thế là thế nào?
có cái ông thầy tử vi, ông ấy bảo tôi là nhất định phải lấy một em tên là Hậu. Lấy em mà không có tên là Hậu là tôi đi luôn. Không hợp, không hợp. Tưởng em là Hậu thì chúng mình làm cặp hậu sự lo cho nhau. Ôi dồi ôi, suýt nữa tôi mất 100 triệu lo hậu sự cho lão này. Có thể bác cứ ngược nhá. Ừ, thế không phải thì tôi về. Vâng, cảm ơn bác. Lại một lần đổ vỡ, mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn thì ai thiếu đâu. Em ơi. Vâng. Không có duyên với nhau, mình làm bạn tốt nhé. Ok là. Nickname của anh tâm sự với em. Vâng. Ừ. Cháu gọi cho bác cái taxi không? Thôi tự đi được hả? Thể dục mới đi. À, thì bác lại nhà rồi cháu hậu tạ bác sau. Ừ. Đi này bao giờ vào đến nơi. Kiên nhẫn thôi. Mày coi thường tao quá. Thật đấy. Mẹ chán con quá, con quá coi thường mẹ. Mẹ xin tạ lỗi vụ này. Người già. Yên tâm, con gọi bác khác. Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong. Chào những khán giả thân yêu của em. Hát bài Giáng Đứng Bến Tre. Miền Nam gọi thuyền bằng ghe, sau đây Giáng Đứng Bến Tre bắt đầu. Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre? Con gái. Em chào anh, em con gái Bắc Ninh anh ạ. Con gái của Bắc Ninh không, à. Con gái của Bắc Ninh không hát bài này. Hát thấp xuống nhá. Anh. Chào quá, định anh... hát gì? Ừ, gặp em ở Bắc Ninh anh phải hát bài mà. Trên quê hương quan đi hỏi, một làn nắng y cũng mang điệu dân ca. À, quê hương ta, gái tay trai tay xuống tay cây đảm đang nghi. Việc nước, việc nhà, vẹn nì toàn, nắng mưa nhọc nhằn, vẫn tươi duyên. Trời ơi, cái cặp đôi này trời sinh ra cứ như là để dành cho nhau ấy. Hoàn hảo ghê lắm cơ. Anh chào anh. Anh chào em. Em mời anh ngồi. Cho anh ngồi bên nào đây? Ngồi bên này cho thuận tay nhá. Anh muốn ngồi đâu? Anh ngồi đây này. À, ngồi đấy à? Vâng ạ. Gặp nhau cái là đã có cảm tình rồi đấy. Vâng ạ. À, em xin mạn phép hỏi anh tên gì đấy ạ? Ồ, anh tên là Công. Ô, Công Công à? Ô, sao lại à, thái giám? À, tên Công à? Anh tên là Công chứ không phải là anh là Công Công à? Công là khí công, thế này này. Công là thẳng chứ không cong, hiểu không? Vâng, em hiểu rồi. Thẳng tân à. 12 giờ, 12 giờ. Có hiểu 12 giờ không? Em biết rồi. Thế hôm nay ngọn gió nào lại đưa anh đến nhà em đấy? Ờ, thế này chả là thấy ở trên Facebook hay sao là kén chọn nhân duyên. Thế thì mình đi công việc thì đi ngang qua thôi. Thì mình thích thì mình vào thôi. Mình thích thì mình làm thôi. Có phải 501 anh em. Thế thành ra là mình gặp nhau nó giống như là cái duyên đó. Ồ, nhân duyên gặp nhau đấy. Vâng. Em có hứng. Ôi chết rồi. À, đã, anh sao bác cái đề cập luôn thế hả con? Trả bù cho bác kia. Có hứng thì sao nào? Anh ơi, sao anh nhanh thế? Anh vào anh một phát. Bác ơi, bác tìm gì ạ? Chết rồi. Bác tìm bác gì? Làm, anh tìm gì cái như, chữ nhã rơi mẹ nó mất chữ nhã. Thế là thế nào ạ? Ý nói là em có nhã hứng thì mời nhau chén nước chè. Người quan họ gặp nhau là mời nhau chén nước chè. Khách đến đến chơi ở nhà là chơi nhà. Đốt than ở dậu mà quạt nước pha trà mời người rơi. Bác ơi! Hả? Theo cháu. Ừ. Bác đổi tên đi, đừng có lấy cái tên khí công nữa. Tên của bác phải là nội công. Ừ. Cái tên gì nó mới đúng với bác, bởi vì bác thâm quá.
thầm quá. Nội công thâm hậu quá. Ai đời có hai cái chữ nhã hứng mà bác cố tình đánh rơi chữ nhã để bác đi tìm nó ở ngay cái chỗ mẹ cháu mặc cái chân mẹ cháu thì kia mà mày bác đi tìm chữ không thì sợ đấy. Thật. Sáng quá sợ bác đấy. Luôn đấy. Thôi, thôi con đợi. Hiền ơi! Ôi! Nghe bác nói không? Đốt củi pha trà để nghe chưa? Có! Phấn khởi đi vào pha trà ơi! Nghe rồi đâu? Sao lại ngồi thế này? Đàn ông con trai lại ngồi trong mồm như thế là như ngồi dạng háng như thế mà được à? Căng! Đây là miệng khép vào! Đây! Khép đây! Khép tôi là chuối vào! Đây! Em khép đây! Sao đi có quát con thế em? Mẹ sao có quát nó thế? Không phải quát anh ạ. Nhà em là có cái truyền thống cứ hôm nào mà nhà có cái sự kiện gì anh bỏ chân xuống. Sao mình quen việc gì? Quan trọng. Ờ thế à? Vâng. Ờ thế là quát thế là người là quan trọng à? Vâng. Anh cũng được xếp vào hàng ngũ quan trọng à? Vâng. Anh tên là Công. Em tên là gì? Em tên là Viên. Úi giời ơi, thế thì mình xếp với nhau thành công viên thì thôi tuyệt vời nhỉ. Anh cứ đi từ 4 rưỡi và 5 giờ sáng ấy. Sáng ra anh cũng tập thể dục, anh cứ đi thế này. Cứ đuổi nhau thế này. Cứ đuổi nhau như thế này, cũng đuổi nhau cứ tập thế này. Tôi chết rồi BD rồi. À, no. No, no BD. I am a M. I am a super. Oh, oh, super. Man. Oh. No BD. Oh no. I am a M. I am a super. Oh, super. Man. Oh, em hiểu rồi. Man. Anh ơi, thế năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 61. Em 60 đấy. Gái anh 2 trai 1 đấy. Thế á? Ừ. Ông bà mình bảo thế là tốt lắm hả anh? Ừ, tốt lắm em ạ. Ừ. Thế vợ con anh thế nào rồi? Anh một vợ. Không có con. Yeah. Con vợ anh nó bỏ anh, nó đi theo giai rồi. Thế à? Chắc anh yếu quá, nó chán nó bỏ anh gì đúng không? Em đánh giá anh thế nào mà em nghĩ là anh yếu? Chả cần gì phải đánh giá, em cứ nhìn cái dáng đi của anh là em biết rồi. Ai lại đàn ông con giai mà cứ đi lụa là gấm vóc như thế này, xong lại rêu phong rũ rượi thế thì nhìn biết ngay. Anh chắc có khi là đi leo núi chắc chỉ lòng vòng dưới chân núi thôi chứ không bao giờ lên được đến đỉnh nhỉ. Ý em nói có nghĩa là anh, có nghĩa là đạn chưa ra khỏi nòng đã rơi gì? Không, em không phải ý đấy, nhưng mà chắc là cả đời anh chắc đi tàu ngầm không bao giờ lên được máy bay nhỉ. Nhưng vậy anh có bồ có bịch gì không? Ba con nha. Úi dồi, lại quen cùng một lúc ba chị. Ba con một liền một lúc. Thế bây giờ các chị đâu hết rồi? Một con thì vừa tuần trước lên Hà Nội chữa gọi là đục tinh thể. Đục thủy tinh thể á? Đục thủy tinh thể. À. Thế mà còn đứa, một đứa nó thì sang Thái Lan thì chữa đái tháo đường. À. Gớm đẻ không đẻ cứ đái, ôi khiếp nhục thế là chứ. Nhục với mẹ ấy, hiểu không? Còn một mẹ nữa thì cái phần mềm hỏng hết rồi. Tức là nào? Thế chỉ còn được phần cứng thôi. Được mỗi phần cứng, thế phần mềm hỏng rồi. Hôm nọ mình vơi ở xong thì quên cái quần đồi sang lấy. Thế là nó lẫn, nó cầm dao, nó đuổi, nó đâm mình tí chết. Ôi giời ơi. Chị bị thần kinh hả anh? Chả bị thần kinh đâu, cho sang Mỹ thay não may ra thì được vài phần. Nói chung là hỏng hết rồi. Hỏng, hỏng, ôi, chán lắm. Ê ơi, thế anh nhìn thế mà đâm cũng... Vợ thì bỏ đi theo giai. Còn ba cái người mà anh đang yêu thương thì lại chả lành lặn. Chính ra anh bi kịch nhỉ. Khổ lắm em ạ. Lấy vậy cái con vợ tham tiền. Mà đàn bà nó tham tiền thì kinh lắm. Đời anh cay đắng lắm. Mỗi người một nợ cầm tay, mà người thì nợ vợ, mà tôi nay nợ chồng. Gia đình anh nó như cái nồi lẩu ấy em ạ. Cắt nửa đời tôi, thái nửa đời tôi cho vào trong nồi lẩu. Bỏ thêm tiêu đen, bỏ thêm mari, ớt vàng thêm cả sa tế. Cay vô cùng, cay hơn gừng khi vợ theo trai. Dần hơn sao
sao chớ treo cho thân mình, bởi nghèo nên mới cô đơn vô vọng. Không gia đình chẳng một người thân, khi đêm về lặng thầm con tim mồ côi. Vì sao trời cứ ném con ra hành, để cho thân xác con đây tan tành. Xin ông trời hãy dù lòng thương, cho con tim được một chốn yêu thương. Cha đầy bao thương trong ơi niềm đau, mẹ con bạc cứ qua chơi như người thân. Sống chân tình yêu hết mình, mẹ con sẽ giúp bác thêm yêu đời. Anh dùng nước đi. Anh dùng nước đấy, ừ. Nói thật với anh, yêu anh công thề với anh nhé. Nghe anh hát thì cái người em nó thế nào? Làm sao? Mẹ nói thật với con bây giờ nhé. Cái người mẹ nó không thể tả được cơ. Nó cứ nóng nóng rồi nó lạnh lạnh rồi nó cứ dâm gian cả người. Làm thế nào? Mẹ thấy sao? Hay là làm sao? Không dám làm sao. Mà con hiểu không? Có nghĩa là bây giờ mẹ muốn giết người. Con hiểu không? Này, 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 để bỏ anh xem cái tay xem nó có lạnh không? Này, cứ tay lạnh, em, tay lạnh. Không, em. tay em lạnh đâu. Tay lạnh nhưng mà nếu mà sờ mà chân mà cũng lạnh là vứt đi. Anh sờ vào chân xem nào. Ôi, cái chân này nóng, cái chân này nóng. Ôi dồi, anh buông ra cho anh giết ngay bây giờ. Bác ơi, tôi phát điên, phát rồ cả người rồi đến nay. Bây giờ theo con mẹ phải làm nào chứ sao chết. Con ý con là mẹ phải đi dạo ngay lập tức. Đi ra ngoài trời cho nó mát mẻ, đi dạo ra công viên ý, vừa tập thể dục, vừa tâm sự, vừa coi như là rèn luyện thân thể. Bác ơi, bác giúp cháu cái, mẹ đi vào, thay quần áo nhanh lên xong đi chơi với bác đi. Mẹ hiểu rồi. Nhanh lên, nhanh. Chờ em một tí nhá. Vâng. Này, con mẹ mày nó sắp ăn vã tao rồi sao? Ôi trời ơi, bác ơi. Kinh quá. Cứ như là phép màu ấy bác ạ. Bây giờ thế này. Bây giờ thế nào? Cháu sẽ nói chuyện với bác về cái vấn đề mà bác cháu mình thỏa thuận đấy. Thỏa thuận đấy là tình hình thế nào? Ngồi đây. Bây giờ như này nhá. Hôm trước cháu có nói rồi đấy, là nếu như mà mẹ cháu siêu lòng với bác ấy thì cháu sẽ gửi bác 10 triệu. Thế còn tháng nào mà bác làm bạn với mẹ cháu, bác đưa mẹ cháu đi chơi, rồi nói chuyện tâm tình cho đỡ buồn ý. Mẹ cháu mấy chục năm nay rồi ở vậy, khổ tội lắm bác ạ. Bác giúp cháu nhá. Thế thì cứ mỗi tháng như vậy, cháu gửi bác 5 triệu. Đấy, bây giờ đây cháu chuẩn bị đây này. Cháu gửi bác trước cái 10 triệu mà cháu nói chuyện với bác đấy. Nhưng mà thế này nhá. Dạ. Bây giờ là thay đổi rồi. Dạ. Thay đổi rồi. Là sao ạ? Tao nhìn thấy mẹ mày mà đi giờ là không phải là đi ra công viên chơi mà là chơi đi đấy. Kinh lắm, tao sợ lắm. Dạ là thế nào ạ? Dạ là thay đổi. Nói chung là đổi. Thay đổi. Dạ. Thế cho nên là phải tăng giá, bây giờ phải gấp mới làm thôi. 10 triệu không bỏ bèn, giá sẽ tăng đến 20 triệu. Dựng kịch như thế này, đố ai kia diễn hay bằng tôi. Có ok thì chơi, không phải rảnh thì tốt mà cuộc vui. Ông xong chưa tôi nói ông nghe, lật lòng thế được không? Được, lật lòng đấy. Hôm qua ông thân thất yên tâm, giờ thì ông phá thôi. Tôi xin ông hãy nghĩ cho sâu, mình phải giữ lời nhau. Bao lo toàn công sức đem ra, tiền mồ hôi của tôi. MK, mặc kệ tôi không biết. Để cô nhìn xem. Tôi nói thật với cô, cô thuê tôi nhưng cô nhìn xem nhá. Cái chân của bà ấy to như thế mà đêm mà nằm mà bà ấy đè vào tim tôi nhá, thì cô tính xem chỉ có ngáp. Mở màn ra một cái là trông như con voi trong giường. Ông thôi đi. Thôi gì thôi.
tôi chưa thấy một cái người nào lật lọng, dở mặt, cháo trở như ông ấy. Đời nó thế đấy, lật lọng, con thằng cô tử tế lắm ấy. Trời ơi, trong ngày xưa cô không đưa mẹ cô đi lấy chồng sớm đi, bây giờ cần xúc lỗ ra mình đi lấy về để về cúng à? Suốt ngày vợ chồng con cái đi chơi, xong thì Tết đến cũng không về nhà, giở vờ đi chỗ nọ đi chỗ kia, xong bây giờ lấy một người về để trông cho cô, để cô đỡ rảnh tay. Ông lạ gì các cô tử tế gì? Gớm thì lạ gì các cô? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi trái, chuyện nhà tôi làm sao ông biết được? Cái việc này tôi đã nói với mẹ tôi hàng 10 năm nay rồi, nhưng mẹ tôi là người đức độ, mẹ tôi thương tôi, thương con thương cháu, mẹ tôi không đi bước nữa. Còn bây giờ khác rồi, tôi cũng đàng hoàng, các cháu nó lớn rồi, cho nên mẹ tôi mới đồng ý với tôi để làm cái việc này. Ông đừng có vơ đũa cả nắm, ông không có quyền nói tôi như thế. Hiền, sao con lại nói với bác như thế? Mẹ nghe thấy gì rồi ạ? Mẹ nghe hết. Nhà mẹ bé mà, có mỗi 2 phòng thôi. Con với bác nói giọng oang oang thế mẹ không nghe hết, hóa mẹ điếc à? Nói thật với anh Công nhé, cả mấy chục năm rồi, chưa hôm nào tôi vui như hôm nay anh ạ. Thề với anh, hôm nay là cái hôm mà tôi có nhiều cung bậc cảm xúc nhất đấy. Hỉ nộ ái ố. Anh có biết không, bởi vì chả có ai mà chịu nghe tôi nói hết. Đâm ra là hôm nay tôi rất là vui. Anh đừng có trách cái Hiền. Anh ơi, con ơi, mẹ mặc cái áo này được không? Dạ. Anh ơi, cái áo này nó mua cho tôi lâu lắm rồi, nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội mặc cả. Có đi ra ngoài đâu mà mặc. Đây này, cách thân này anh ạ. Yếm này, áo dài này. Anh thấy có còn giống gái Bắc Ninh không? Em kia mặc yếm hở lươn, đêm em nằm ngủ con lươn to nó bò vào. Mặc thôi đi. Con không được nói chuyện với bác như thế. Anh Công ơi, tôi thấy thế này này. Bây giờ cháu Hiền nó không đủ tiền để nó thuê anh hàng tháng, thì thôi tôi giả anh nhé. Thôi thì anh cứ nhận 10 triệu một tháng tôi giả cho anh. Anh đến anh trò chuyện với tôi, anh chịu khó nghe tôi tâm sự. Cùng lắm anh hát cho tôi nghe cũng được. Tôi thề với anh tôi không làm cho anh đột tử đâu. Này này, cái việc này là việc của anh với con em, chứ còn... Không. Em là chuyện khác. Không, bây giờ là chuyện của người lớn chúng mình. Khổ thân nó, anh đừng có hiểu nhầm nó. Nó cũng là đàn bà, nó cũng là mẹ. Nó hiểu được cái tâm trạng của tôi. Gớm từng tuổi này rồi mà cứ cô đơn trong ngôi nhà của mình. Sống chết lúc nào không biết. Thôi, cứ như thế đi anh nha, chúng mình đi đi anh đi. Đi ra nhưng mà bây giờ này tự dưng này đau bụng. Con ơi, dắt bác vào ở trong nhà. Mẹ, dắt bác vào. Đau bụng nhưng mà này không đi vào trong đấy được. Quên cái gì à? Tôi bỏ quên cái cơ duyên. Ông trời cho tôi cái cơ duyên mà tôi lại bỏ đi mất. Anh Công này, cơ duyên nó không phải như cái quần, cái áo mà anh để quên rồi anh có thể quay lại lấy được đâu nhá. Viên này,
Anh muốn đề nghị với em một việc thế này có được không? Em có nghe anh nói không? Anh vừa cướp được của con em 10 triệu. Bây giờ này anh muốn làm một cái bản hợp đồng là anh muốn thuê em làm vợ anh trong 10 năm. Mỗi năm 1 triệu. Thế thì khi mà anh chưa chết thì lúc đấy thì mình lại đáo hạn, em có đồng ý không? Chả biết là có đồng ý hay không nhá. Nhưng mà bây giờ em sẽ sell off cho anh 50%. Có nghĩa là bây giờ mỗi một năm em chỉ lấy 500 thôi, có nghĩa là mình được 20 năm đấy. An, thế ba cái chị kia đâu? Ba cái chị mà đục thủy tinh thể với lại đái tháo đường với lại hỏng não đâu? Bốc phét. Mẹ thằng già nó đi tán gái chả bốc phét các bác nhỉ? Đi tán gái thằng nào chả bốc phét? Không có ai à? Không có ai. Ngoan. Gì bình tĩnh gì nào? Ngồi xuống bình tĩnh. Từ dưng sau này cũng... Bây giờ ngồi xuống đây. Cũng rối tóc, mẹ làm gì có tóc. Thế không có ai lý do gì mà cần tiền đến cái mức mà phải đi cho thuê thân thể mình để mà dắt người khác đi chơi, dắt người khác tâm sự nói. À thế này, em nói em hiểu thế này. Anh cũng có tiền, nhưng vừa rồi là tuyển 300 cháu. Nó thì cứ yêu cái nghề hát dân ca ấy, chèo, quan họ, hát văn, dạy các cháu tốn kém quá. Thì thế là anh tự mở ra à? Tự mở ra. Miễn phí à? Miễn phí mà toàn tiền của anh hết đấy. Thế không ai đầu tư cho anh à? Có, họ có đầu tư nhưng không biết đầu tư đi đâu ấy, chứ có đầu tư cho em đâu. Thế à? Ừ. Úi dồi ôi, cái đấy quý lắm đấy anh ạ. Ừ. Thôi thế như thế này nhá. Ừ. Anh chờ em một tí nhá. Ừ. Hiền ơi! Wow. Đấy, giật đây. Mình. Nhanh lên, phấn khởi. Ôi. Úi dồi ôi. Nhanh lên, nghe rõ trả lời, nhanh lên, mày chạy bác nhanh lên. Vứt mẹ cái quốc nhọn để đi. Bác ơi, sao cháu tưởng bác về rồi? Không hỏi. Chuyện của người lớn vớ vẩn. Bây giờ nghe mẹ chỉ đạo thôi, cứ thế mà làm nhá. Dạ. Ngay ngày mai đi lấy cái sổ tiết kiệm lương hưu của mẹ về nhá. Dạ liền chị. Đưa hết cho bác Công. Úi dồi ôi. Bác Công mở một cái lớp học miễn phí con ạ. Dạy hát miễn phí. Dạy để giữ gìn bản sắc dân tộc. Giữ gìn gọi là gì nhỉ? Của anh là cái gì nhỉ? Hát chèo với lại là... hát chèo, hát văn. Hát văn, hát chú. Hát thẩm. Đây hát thẩm. Dạ. Con này cải lương hay con là... Cải lương, ừ. Con cải lương, con cải lương. Còn em dạy con họ Bắc Ninh anh ạ. Bà thì theo tôi là không nên hát mà chỉ nên rên thôi. Ôi anh vớ vẩn. Thầy cháu hát hay lắm. Rồi, thầy cháu hát hay lắm. Con đồng ý không? Nhớ, dạ. Mình góp vừa, góp mẹ, công, góp mẹ. Của. Ôi thế hay quá anh ạ. Dè cái đi. Thơm cái nào? Thơm cái nào? Ai cũng chê em già, chỉ mình anh là chẳng chê. Nên đã bao năm rồi em chẳng còn mơ nữa. Không biết đi nơi đâu kiếm ra người thương mình. Nay kiếm ra anh rồi chắc thôi duyên thắm tình. Tuyệt vời thay mỗi tơ duyên. Tuyệt vời thay mỗi tơ xuân. Anh cũng mong suốt đời đến ngày nay đưa gặp em. Cho dẫu em hơi già với thật là hơi béo, anh vẫn yêu em nhiều sẽ bên cạnh sống chiều. Lo tới chi mai này cứ sống vui mỗi ngày. Chỉ cần yêu mãi em thôi. Chỉ cần yêu mãi em thôi. Ai cũng mong cho mình có tình yêu thật bền lâu. Con cũng mong cho mẹ sống cuộc đời hạnh phúc. Xuân dấu đi qua rồi gốc cây lại biết trôi. Xin chúc cho hai người sẽ bên nhau suốt đời. Đời thật vui sướng mỗi ngày. Đời thật vui sướng mỗi ngày. Đời thật vui sướng mỗi ngày. Cảm ơn các nghệ sĩ Sơn Trần, Xuân Hinh, Hồng Vân và Thanh Thanh Hiền.